Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang gửi tới anh em bộ sản phẩm, đó chính là bộ motor cáp lưng kính, lưng xuống kính của Đông Phong Hoàng Huy 8 tấn. Bộ sản phẩm ngày hôm nay em gửi đến bao gồm hai vế, vế bên lái và bên phụ. Gửi sẽ bộ sản phẩm thì hôm nay thì em giới thiệu là hai motor liền với cáp hai bên và cùng với cái bộ công tắc lên xuống kính của hai bên, bên lái và bên phụ. Đợi, để, à, với cái dòng sản phẩm này nó là được chạy bằng motor bằng điện chứ không phải là cáp quay bình thường. Đây là ba điểm bắt ốc của ba cái motor vào chỗ dây cáp, và đây chính là cái điểm chúng ta sẽ bắt ốc vào trên cánh cửa xe. Đây, đây. Đó. À, đây nó sẽ có vế trái và vế phải, hai vế đầy đủ đấy ạ. Với cái bộ này thì anh em có thể độ chế được cho dòng xe TMT hay là một số dòng xe tải của xe Trung Quốc mà nó chưa có nó chưa 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 lên cái đời lưng bằng điện đấy ạ. Thì cái dòng cái bộ sản phẩm này nó sẽ tiện lợi cho cái sự độ chế đấy, rất dễ độ chế luôn. Đó. À, cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào ạ.